đảm bảo an toàn cho học sinh khi học online tại nhà. Học sinh nên ngồi học ở chỗ có ánh sáng tốt, yên tĩnh để đảm bảo sự tập trung. Khi học, không nên đặt laptop lên bụng. Không nên nằm khi học bằng điện thoại. Cha mẹ nên chọn bàn ghế phù hợp với chiều cao để học sinh ngồi học được thoải mái, tránh những bệnh về cuộc sống. Nên đặt thiết bị điện tử ngang bằng hoặc thấp hơn tầm mắt. Điều này giúp giảm áp lực cho đôi mắt. Luôn giữ thiết bị cách mắt tối thiểu 50cm. Học sinh cần nhờ người lớn cắm sạc máy tính. Không tự cắm sạc vào ổ điện khi không có người lớn trợ giúp. Không cắm các vật lạ vào ổ điện. Cha mẹ nên đậy nắp các ổ điện hoặc dán lời cảnh báo để các con chú ý. Không sử dụng điện thoại khi đang sạc pin. Nghỉ giải lao sau mỗi tiết học để thư giãn mắt. Kết hợp các động tác thể dục nhẹ nhàng để cơ thể không bị mỏi. Chúc các em có những giờ học tập an toàn và hiệu quả.